Tên là Yến, tôi đến từ tổ chức Eco Việt Nam Group. Và dự án lần này của chúng tôi là dự án vì môi trường kết hợp với Eco Việt Nam Group và Đại học Hoa Sen. Qua dự án lần này, chúng tôi sẽ đem lại 3 giải pháp cho 3 vấn đề ở tỉnh Bến Tre. Thứ nhất là chúng tôi sẽ cung cấp hệ thống trữ nước bằng túi nhựa HDPE. Thứ hai là hệ thống biogas để xử lý về vấn đề chất thải hữu cơ. Và cuối cùng chúng tôi sẽ cung cấp một nhà vệ sinh mới để giải quyết vấn đề cầu tẩm ở địa phương. Xin được sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả các bạn.